Sau khi rời mặt đất 1 giờ 57 phút, vệ tinh VN-RESAT-1 tách khỏi tên lửa đẩy Vega và tự điều chỉnh tới quỹ đạo làm việc. Lúc 11 giờ 20 phút ngày hôm nay, vệ tinh VN-RESAT-1 đi vào quỹ đạo và truyền thành công những tín hiệu đầu tiên. Bức ảnh chụp trái đất đầu tiên sẽ được gửi về sau 2 ngày và bức ảnh chụp khu vực Việt Nam sẽ được truyền về sau đó 1 ngày. VN-RESAT-1 là vệ tinh quang học quan sát trái đất có mức đầu tư 70 triệu đô la Mỹ bằng vốn vay viện trợ từ Pháp và vốn đối ứng của Việt Nam để phục vụ nhu cầu giám sát tài nguyên thông qua các bức ảnh. Dự kiến khi đi vào hoạt động, mỗi ngày vệ tinh sẽ chụp được khoảng 100 ảnh, kích thước 20x20cm. Trong khi đó, để mua ảnh vệ tinh chụp khu vực Việt Nam, lâu nay chúng ta phải mua với giá lên đến 2.000 đô la Mỹ đến 5.000 đô la Mỹ một ảnh.